mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với buổi dạy đề ngày hôm nay của chị. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ giải cuốn Cambridge IELTS số 11, Reading Test 1 và Passage Number no. 1 ha. Thì đầu tiên khi mà tụi em vào cái bài đọc này thì mình thấy dạng đề đầu tiên ngày hôm nay mình sẽ phải đối mặt đó là dạng đề điền từ vào chỗ trống. Thì đối với dạng đề điền từ vào chỗ trống này thì có hai bước các em còn phải là để ý, chú ý thứ nhất, mình phải xác định được cái yêu cầu của người ta. Thì ở đây người ta yêu cầu mình là gì no more than two words, thì ghi nhớ không điền quá hai từ ha. Ý tố thứ hai của mình đó là khi mình làm bài ấy, để làm tốt hơn á thì mình nên thứ nhất đọc cái title mà người ta cho mình ở đây, indoor farming. Và thứ hai nữa là trong quá trình trước khi tụi em đọc bài á thì mình cũng có thể underline một số cái keyword trước để giúp hỗ trợ cho việc của mình tìm dữ liệu một cách dễ dàng hơn. Thì đầu tiên mình thấy ở đây một số Câu số 1 của mình là gì? Một số cái cây lương thực đúng chưa? Thì nó đã được rồi, được trồng already grown indoors, có nghĩa là đã được trồng bên uh, trong gọi là trồng trong nhà rồi. Vậy thì khi mà tụi em đọc nhanh cái đoạn thứ nhất của mình ấy thì mình sẽ không thấy cái keyword của mình đó là uh, grown indoors đúng không? Nhưng mà khi mình đọc tới cái đoạn thứ hai á thì mình lại thấy được cái keyword của mình là indoor farming ở đây. Vậy thì ở đây khi mà mình đọc tới đây thì mình thấy là gì người ta nói cái khái niệm về cái việc mà uh, trồng gọi là cho ta cái khái niệm của việc trồng trọt trong nhà thì nó không có mới bởi vì cái gì bởi vì cái việc mà trồng cây lương thực gọi là trồng cây um, trồng tomatoes và những cái cây khác ấy ở trong nhà kính hot house ấy, cái việc sản xuất tomato auto produce ở trong cái hot house nhà kính ấy, thì nó đã ở gọi là has been involved for some times có nghĩa là nó đã được phổ biến được một khoảng thời gian rồi. Vậy thì trong, trong hot house, trong, trong cái, cái nhà kính đúng không? Chính là grown indoors. Vậy thì grown indoors này nó bao gồm gì? Tomatoes và other produce. Vậy tomatoes của mình chính là cái đáp án số 1 của mình ha. Bởi vì including ở đây người ta cần một cái dữ liệu chi tiết. Tomatoes. Tiếp tục nữa, người ta nói vertical farms á, thì nó sẽ nằm ở đâu? Will be located nằm ở đâu? Điều này đồng nghĩa với việc meaning đúng chưa? Đồng nghĩa với việc rằng là sẽ kiểu giống như không cần phải vận chuyển chúng đi xa đến với khách hàng. Vậy thì vertical form nó phải nằm ở đâu nè? Mình thấy keyword tiếp theo của mình thì nằm ở chữ vertical farm này, ok không? Situated bằng nghĩa với located, vậy thì nó nằm ở đâu đây? Nằm ở trung tâm của các trung tâm đô thị, ok chưa? Vậy thì nó nằm ở đâu? Mình không thể nào chọn nguyên cái cộng là In the heart of urban centers được. Mình chỉ chọn được một hai từ thôi. Vậy thì ở đây, in the heart of có nghĩa là the central of rồi đúng không? Thì mình không thể nói là in the heart of được thì chỉ còn lại cộng là urban central của mình thôi. Mình có urban central. ok. Tiếp tục mình qua câu số 3, người ta nói vertical farms á, thì có thể sử dụng methane từ cái plants, từ plants và animal để sản xuất cái gì đúng chưa? Keyword của mình sẽ là cái chất methane này ở đây. Thì ở tiếp theo á nếu mình xuống á thì tới cái đoạn số 4 nhỉ. Um, đúng rồi đến đoạn thứ 4 thì tụi em sẽ thấy được cái keyword methane của mình ở đây người ta nói là gì mặc dù cái hệ thống này á, thì nó sẽ tiêu thụ điện năng tiêu thụ năng lượng đúng chưa nhưng mà nó sẽ trả cái năng lượng về lại cho mạng lưới điện thông qua cái việc gọi là thông qua cái 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 khí thải methane đúng chưa từ cái việc gọi là sao ta composting là còn từ cái việc gọi um, phân hủy từ cái việc phân hủy các cái phần non edible là không ăn được cái phần không ăn được của cây thực vật, của cái thực vật đúng chưa? Vậy có nghĩa là cái khí methane nó được thải tạo ra từ cái việc là gì? Từ cái việc là phân hủy những cái phần không ăn được của cái cái cây trồng ấy thì nó sẽ tạo ra năng lượng và cái năng lượng này thì nó sẽ được truyền lại về cho cái mạng lưới điện. Vậy thì cái khí methane này người ta có thể sử dụng cái khí methane này để sản xuất cái gì? Có phải để sản xuất năng lượng không? Cho nên số 3 của mình sẽ là energy. Okay không? tiếp tục nữa người ta nói là cái việc tiêu thụ của cái gì đó consumption là sự tiêu thụ việc tiêu thụ của gì đó sẽ bị khách sẽ bị giảm bởi vì các phương tiện um, các phương tiện nông nghiệp á, thì sẽ trở nên là không cần thiết thì nếu mà đọc tiếp tục nè thì would also cái điều này á, thì nó cũng sẽ giảm cái việc sử dụng các hóa thạch đúng chưa nhiên liệu hóa thạch thông qua cái việc là gì cutting out the need có nghĩa là thông qua cái việc cắt giảm cái nhu cầu cho những cái gọi là tractors, plows and shippings thì cái mình có những cái gì tractors nè, plows nè, shippings nè thì đây là những cái người ta gọi là những cái gọi là sao ta agricultural vehicles đúng chưa tractor máy kéo, plows máy uh, máy cày và kiểu giống như shipping là cái việc vận chuyển hàng hóa vậy thì cái consumption của cái gì sẽ giảm có phải là giảm cut chính là reduce đúng chưa chính là fossil fuel nguyên liệu hóa thạch ok bởi vì chị sẽ ở sân rằng tụi em đã làm bài này trước ở nhà rồi ha cho nên chị sẽ đi qua là um, tốc độ chị chị làm sẽ nhanh hơn bình thường một chút tiếp tục số 5 nữa người ta nói nhưng mà có một sự thật rằng vertical forms thì nó sẽ cần cái ánh sáng gì đó và cái điều này đúng chưa cái điều này là một cái gì một cái disadvantage vậy thì nó cần cái gì tiếp tục người ta nói major drawback drawback chính là disadvantage đúng chưa bất kỳ bạn nào hoặc ai else đều biết drawback bạn nghĩa với disadvantage Chỉ nghĩ là vậy uh, rồi thì cái gọi là cái drawback lớn nhất của vertical farming đó, đó là những cái cây này nó sẽ yêu cầu cái artificial light ánh sáng nhân tạo vậy thì light mình có rồi trước light sẽ là artificial đúng chưa cho nên ở đây mình sẽ có artificial thì nhiều khi đôi lúc á mình không cần hiểu mình vẫn có thể làm được thông qua một số cái keyword. Tiếp tục, số 6 của mình. Uh, one form, một cái dạng, có nghĩa là một cái hình thức của vertical farming á, trong đó bao gồm sẽ là cái việc planting trồng trọt trên in trồng trọt trong cái gì mà cái đó gọi là gì nào? nó fix có nghĩa là không có cố định đúng chưa? Vậy thì nếu mà chúng ta tìm dữ liệu xuống bên dưới một chút nữa, người ta nói là gì? thì ở đây mình thấy ở đây người ta nói là gì? One variation on vertical farming có nghĩa là một trong những cái gọi là sao ta? một trong những cái biến thể của việc canh tác uh, vertical á? thì đó là cái sự phát triển uh, đã được phát triển đó là cái việc mà trồng cây lương thực ở trên những cái cây chất những gọi là sao ta những cái cây mà người ta kiểu giống như người ta chắc chồng lên nhau á đúng chưa à, và những cái cây này á, thì như thế nào những cái cây này á, thì người ta nói là có thể di chuyển trên cái đường ray move on rails vậy thì cái việc cái rails này nó có thể move on rails chính là nó như thế nào nó không có cố định đúng chưa vậy thì người ta trồng nó ở đâu chính là trồng ở trong những cái trays tại tụi em đã stack trays chị nghĩ thì bạn đúng thôi tiếp tục nữa ừ, ở đây mình đã nguyên cộng Tiếp tục, câu số 7 của mình gọi là the most proper development is that food will be grown on towns and cities. Có nghĩa là một trong những cái sự gọi là sao ta phát triển Ok nhất đó, đó là cái việc gọi là những cái ca lương thực thì nó sẽ được trồng ở đâu? Mình tìm tục, tiếp tục bên dưới thì nè. Wow, trong khi là có khả năng rằng hầu hết thực phẩm ấy, thì sẽ được trồng ở những cái tòa nhà trọc trời trong tương lai thì hầu hết các cái chuyên gia hiện tại tin rằng dường như là far more likely á có nghĩa là kiểu giống như rằng uh, kiểu giống như đều tin tưởng rằng hầu như các chuyên gia này đều tin tưởng rằng chúng ta có thể đơn giản đó là sử dụng các cái không gian đúng không? các cái không gian có sẵn ở trên các cái mái nhà của các cái đô thị các rooftops của các cái mái của các đô thị ok chưa vậy thì ở đây mình có urban chính là towns and cities vậy thì food này nó sẽ grow on all nó sẽ được trồng ở đâu có phải là ở trên những cái rooftops không cho nên số 7 của mình sẽ là rooftop ha số 7 của mình sẽ là rooftop tiếp tục qua dạng đề tiếp theo của mình gọi là true/false/not given đối với dạng đề true/false/not given này thì tụi em cần phải lưu ý những điều đầu tiên true có nghĩa là dữ liệu ở đây người ta nói là gì đồng thuận với dữ liệu với thông tin trong bài đọc false có nghĩa là dữ liệu trái ngược với dữ liệu trong bài đọc và not given có nghĩa là dữ liệu không được đề cập đến trong bài đọc người ta nói là gì đầu tiên cái phương pháp để dự đoán về dân số của thế giới á, thì nó đã thay đổi đúng không nhưng mà nếu mà ở đây á, thì nếu mà các em, tụi em đã làm bài rồi á, thì khi mà mình đọc ở đoạn số 1 ở trên này người ta nói đoạn số 1 ở đây người ta nói đoạn thứ một ở đây thì người ta nói là gì à, người ta nói là gì đến đến năm 2050 á, thì hầu như 80 phần trăm dân số thì sẽ sống ở trong các khu vực đô thị rồi vậy thì những cái ước tính mà dựa trên cái nhân, xu hướng nhân khẩu học ấy à, thì cái dân số con người á, thì nó sẽ tăng vào khoảng là 3 tỷ người và tới thời điểm đó và người ta có dự tính rằng khoảng 109 cái hecta của đất mới á lớn hơn 20% lát có nghĩa là sẽ lớn hơn 20% so với Brazil á, thì sẽ cần thiết để cho cái việc trồng thức ăn để có thể nuôi sống 3 tỷ người này. Và nếu như cái phương các cái phương pháp canh tác truyền thống và tiếp tục được sử dụng á, à, nếu như mà có nghĩa là chúng ta sẽ cần thêm 109 cái hecta đất mới à, để trồng cái lương thực để nuôi dưỡng để nuôi để nuôi sống 3 tỷ người mới này Chuyện này chúng ta cần điều này nếu như mà chúng ta sử dụng những cái phương pháp truyền thống, chúng ta tiếp tục sử dụng các phương pháp nuôi trồng truyền thống. Và hiện nay á, thì trên thế giới thì có khoảng 80% đất á, thì 80% đất á, thì phù hợp cho việc gọi là sao ta à, à, nuôi trồng cái thực, vật đúng chưa trong việc trồng thực vật lương thực trong việc trồng thực vật thì trong lịch sử người ta người ta nói là gì trong lịch sử thì khoảng 15% cái lượng đất này thì đã bị gọi là sao ta đã bị thoái hóa rồi do cái việc gọi là quản lý yếu kém của con người đúng chưa đã bị thoái hóa lãng phí do cái việc quản lý yếu kém của con người vậy thì what can be done vậy thì chúng ta có thể làm điều có thể làm cái gì để bảo đảm rằng sẽ có đủ thức ăn cho dân số của thế giới cho toàn bộ nguồn để đảm bảo nguồn lương thực cho toàn bộ dân số của thế giới đúng chưa vậy thì cái ở đây người ta không hề nói là cái việc gọi là dự đoán dân số thế giới đã thay đổi nó không hề nói nó không hề nhắc đến cái việc dân số thế giới đã thay đổi từ cái cách cách A qua cách B hay gì cho nên số A của mình sẽ là not given không còn, Ok chưa Tiếp tục nữa Ở câu số 9 của mình ấy, Thì người ta nói là gì Con người á, thì sẽ chịu trách nhiệm Cho cái gì Cho một số cái việc gọi là suy thoái của đất nông nghiệp đúng chưa food producing. Vậy thì nếu mà mình đọc nhanh ở đây thì có phải là ở cái đoạn bi này người ta đã nói là gì? 15% đất nông nghiệp, 15% đất nông nghiệp này đúng chưa? Thì đã bị lãng phí do cái gì? Do kiểu quản lý hoặc là waste Cho cái việc do cái việc gọi là quản lý yếu kém của con người. Vậy thì ở ngay câu số 9 này nó đã cho mình cái kết luận là một con người thì chịu trách nhiệm cho một số cái sự hủy hoại. Người ta nói chỉ một số thì đúng này một số chỉ có 15% thôi. Ok chưa? À, 15% cũng nhiều ấy. <laughs> cho nên số 9 của mình sẽ là gì? Sẽ là true hen. Tiếp tục nữa, mình có con số 10 có nghĩa là the crops, có nghĩa là các ca lương thực được mà sản xuất theo cái gọi là vertical form sẽ, sẽ, sẽ phụ thuộc vào cái seasons. Vậy thì nó có phụ thuộc vào season hay không? Thì chúng ta sẽ đọc nhanh này nè, Um, um, nếu mà mình đọc nhanh một chút cho chị một chút nào đây, ở cái đoạn thứ 1, 2, 3, 4, ở cái đoạn thứ tư nè ha, thì chúng ta có là gì? Những cái người ủng hộ cái việc mà Vertical Farming tuyên bố rằng á, thì có rất là nhiều cái gọi là thuận lợi cho cái hệ thống này. Ví dụ như là lương thực á, thì sẽ được sản xuất quanh năm, bởi vì tụi nó sẽ được giữ trong một cái môi trường nhân tạo được tối ưu hóa cho cái việc gọi là điều kiện sinh trưởng. Vậy thì nó có phụ thuộc vào season không? Không hề, nó phụ thuộc Ojira luôn. Và nó sẽ là gì? Xe would nó sẽ không có cái gì gọi là kiểu mất mùi do thời tiết hay là lũ lụt mùa màng bệnh dịch gì cả. Ok chưa? Cho nên số 10 của mình nó không có theo season Nó được produce all year round luôn Cho nên số 10 của mình là false Tiếp tục nữa Ở câu 11 người ta có nói là gì Some damage to food crop Có nghĩa là một số cái sự hư hại đến kiểu các ca lương thực á, Thì nó được gây ra bởi climate change Nó gây ra bởi biến đổi khí hậu Thì ở đây tụi em sẽ tìm thấy nó ở cái đoạn mà It took humans đúng chưa Người ta nói là gì Con con người đã phải mất là 10.000 năm để học đỡ học đỡ học cái cách mà trồng trọt hầu hết các cái cây lương thực mà ngày nay chúng ta đang có tech for granted đúng chưa? Along the way trong quá trình đó ấy, thì chúng ta đã gọi là sao ta? Chúng ta đã làm cho những vườn trồng trọt ấy, uh, most of the land we work ấy, thì chúng ta đã đã gọi là sao ta? Disporate, có người phá hủy hầu hết những cái uh, những cái đất mà chúng ta sử dụng để trồng trọt đúng chưa? Và chúng ta biến nó thành những đồng cỏ gọi là turning to gọi là uh, verdant, có nghĩa là những cái đồng cỏ xanh tươi hay là những khu sinh thái natural ecosystems những khu, những khu sinh thái tự nhiên biến những khu sinh thái chúng uh, ta là chúng ta đã biến những cái đồng cỏ những cái khu sinh thái tự nhiên thành những cái gọi là những cái sa mạc những cái sa mạc đúng chưa những cái sa mạc khô cằn và well, với tinh thần xem xem time frame và cùng với thời kỳ đó đúng chưa cũng trong giai đoạn đó thì chúng ta đã tiến hóa thành cái giống loài đô thị và trong đó 60% phần trăm cái dân số của dân là người ngày nào ấy ngày nay ấy thì sống trong sống ở gọi là sống theo kiểu giống như là sống ở trong thành phố ở những cái ngôi nhà cao tầng điều này có nghĩa rằng for the majority hầu hết đó thì chúng ta con người á, thì có gọi là sao ta có những cái sự che chắn từ các cái yếu tố thiên nhiên nhưng mà chúng ta lại để cho những cái cây lương thực của chúng ta đúng chưa à, phải chịu gọi là những cái cây nhưng mà chúng ta lại gì để những cái cây lương thực mà ta trồng ấy thì phải đối mặt với những điều kiện khí hậu khắc nghiệt bên ngoài outdoors bên ngoài và chúng ta không thể làm cái gì more than hơn là hy vọng rằng sẽ năm nay sẽ có thời tiết tốt. Tuy nhiên, có nghĩa là sao người ta tiếp tục này. Tuy nhiên, bởi sự thay đổi khí hậu quá nhanh chóng thì uh, kiểu giống như là mùa màng chẳng mấy khi bội thu. That is not what happens. Có nghĩa là không phải lúc nào thời tiết cũng tốt không phải. Ờ, chúng ta cứ hy vọng thời tiết tốt là thời tiết tốt đúng chưa rồi những cái cơn gọi sao ta những trận lũ lụt lớn này những cái cơn hạn đợt hạn hán kéo dài những cơn gọi sao ta những cơn bão hay là những cái đợt gió mùa mà nặng á thì nó đã gây thiệt hại nặng nề phá hủy hàng triệu tấn lương thực mỗi năm Vậy thì có phải là bởi vì climate change mà hàng loạt những sự kiện này đang diễn ra hàng năm không? Và nó khiến cho hàng triệu tấn lương thật bị biến mất. Cho nên số 11 của mình thì nó sẽ là là sẽ số 11 của mình sẽ là um, true. Ok chưa? Ở đây. Rồi, thì thực sự ra đọc cái đoạn này ấy, thì đồng thời nó cũng cố cho mình cũng cố cho mình cái câu số 9 nè. À, số 9 có câu số 9 ở đây nó cũng cố cũng cố cho mình một chút ở câu số 9 đó là gì? Chúng ta trong quá trình phát triển của chúng ta thì chúng ta đã biến những cái những vùng đất mà chúng ta kiểu giống như ở trong trọt á, trở thành các cái khu từ cái những là những cái khu vực mà sinh thái tự nhiên thành những cái sa mạc khô cằn đúng chưa thì cái này nó cũng bổ sung một chút thì đây là một dữ liệu một số cái dữ liệu mà tụi em cũng có thể nói lấy, lấy nó ra để làm bằng chứng cho con số 9 được tiếp tục có 12 người ta nói là gì will be needed đúng chưa có nghĩa là cái việc mà uh, ver, fertilizers này này sẽ cần thiết cho một số cái cây lương thật mà trồng ở trong nhà Ok không? Nhưng mà ở đây người ta nói là gì? Nếu mà mình Uh, tìm thấy bên dưới nè ở đây người ta nói nè tuy ở đây người ta lúc nãy người ta nói là kiểu giống như là ở cái đoạn tiếp theo người ta nói là there would be no weather rồi đúng chưa tất cả những cái loại những cái những cái thực phẩm á, mà được trồng một cách organically đúng chưa có nghĩa là trồng mà không còn không có cái tác động của cái gì trồng một cách hữu cơ á, thì nó không còn nó không còn cần thuốc um, diệt cỏ ok không nó không cần cần thuốc diệt cỏ nè thuốc trừ sâu hay phân bón nữa không cần luôn. All the food chứ không phải là một vài nữa. All the food. Vậy thì ở đây của mình người ta bảo là một số cái thằng này sẽ cần. Một số certain crops sẽ một số loại cây nhất định sẽ cần cái việc phân bón. Vậy là không chính xác bởi vì toàn bộ đều không cần. Cho nên 12 của mình là false. Tiếp tục nữa, mình qua đến câu 13 thì vertical farming will make plan less likely to be affected. Có nghĩa là cái việc trồng cây theo gọi là sao ta? Um Uh, trồng trọt theo kiểu chiều dọc ấy thì nó sẽ khiến cho cái cây thực phẩm các cái thầy thực vật đúng chưa dường như là ít bị ảnh hưởng bởi những cái căn bệnh truyền nhiễm ok không vậy thì ở đây có phải là mình thấy tiếp tục ở đây là người ta nói là gì uh, đây cái hệ thống này đúng chưa cái hệ thống này thì nó sẽ giảm good greatly reduce nó sẽ giảm một cách đáng kể tỷ lệ the incidence tỷ lệ của tỷ lệ mắc bệnh của những cái gì những cái căn bệnh truyền nhiễm những cái những cái những cái, căn bệnh mà truyền nhiễm đúng chưa uh, that are, are quite at the agricultural interface những cái căn bệnh truyền nhiễm mà từ nông nghiệp gây ra vậy thì ở đây mình có là có phải là những cái plan này là less likely bị những cái bệnh này không Ok, cho nên 13 của mình sẽ là true. Ok không? Thì đây là cái giải đề ngày hôm nay của mình. Ờ, hôm sau thì chúng ta sẽ tiếp tục với cái bài passage số 2 của test 1 này ha. Thì nếu trong quá trình giải có chỗ nào chị giải thích chưa có hoàn chỉnh hoặc là tụi em cảm thấy vẫn còn mơ hồ có hiểu thì đừng ngại ngần gì mà cứ comment bên dưới cho chị nghe. Rồi, thì um, chúc tụi em ôn thi hiệu quả. Hẹn gặp tụi em trong một buổi giải đề tiếp theo. Bye bye mọi người.